Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Kính vạn hoa tử vong, tác giả Tây Tử Tự. Thể loại, huyền huyễn, đam mỹ, chương 145 cái chết của cặp song sinh ba. Người đầu tiên rời khỏi cửa có thể nhận được gợi ý của cửa tiếp theo. Đây là yêu đãi và sự khoan hồng mà cửa trao cho những kẻ sống sót, cũng là sự khẳng định với những người có thực lực. Nhưng rất nhiều người không biết rằng khi trong cửa chỉ còn một người sống sót, thì khi thoát ra ngoài, người đó sẽ nhận được một gợi ý đặc biệt. Người có được gợi ý này không những biết được tường tận thông tin về cánh cửa tiếp theo, mà còn sở hữu một lần được cứu sống. Vì một số nguyên nhân, Nguyễn Nam Trúc vẫn chưa từng nói chuyện này cho Trình Nhất Tạ. Cậu ta biết là do tự mình gặp phải rồi tự mình tìm hiểu. Từ sau khi chật vật thoát ra khỏi cửa cấp 7, Trình Nhất Tạ dường như đã ngộ ra vài điều cậu ta nhận ra rằng mình không thể bảo vệ cho trình thiên lý được, thế giới trong cửa quỷ dị khó lường, dù cậu ta có thông minh hơn nữa cũng chỉ là một người bình thường. Người thường thì sẽ có lúc phạm sai lầm, sai sót ở thế giới thực có lẽ có thể sửa, nhưng sai sót ở trong cửa sẽ khiến người ta mất mạng. Trình nhất tả trở về biệt thự, thấy trình thiên lý ôm bánh mì cười tươi như hoa, trong lòng liền hạ quyết tâm. Những sự việc sau đó xảy đến như một lẽ tất yếu. Trình nhất tả là người thông minh, người thông minh mà làm việc xấu, dĩ nhiên cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Em có biết mình đang làm gì không, nhất tả? Nguyễn Nam Trúc nhanh chóng phát hiện sự thay đổi nơi trình nhất tả. Một cuộc tranh cãi kịch liệt lần đầu tiên nổ ra giữa hai người, em sẽ hại chết thiên lý, cũng hại chết cả chính mình. Đứng trước lời chất vấn của Nguyễn Nam Trúc, trình nhất tả lựa chọn im lặng. Dừng lại đi, bây giờ vẫn còn kịp, Nguyễn Nam Trúc nói, vẫn chưa đến thời điểm không thể quay đầu. Trình nhất tả cho Nguyễn Nam Chúc câu trả lời của mình, Thiên Lý còn chưa tròn 18 tuổi. Cậu ta đặt tay lên lan can, nhìn vào khu vườn xanh biếc tốt tươi, Trình Thiên Lý đang đuổi bắt cười đùa với bánh mì ở đó. Nếu em và nó chỉ có một người được sống, thì em mong sẽ là nó. Nguyễn Nam Chúc nói, vẫn còn những cách khác, vậy mà em lại chọn cách ấu trĩ nhất. Nhưng cũng là cách đạt được nhiều lợi ích nhất, Trình nhất tả lúc này mới 14 tuổi nhưng đôi mắt cậu ta hoàn toàn không còn chút gì ngây thơ của một đứa trẻ nữa ở đó chỉ có một mặt hồ sâu ẩn chứa những điều ngay đến nguyễn nam trúc cũng không thể hiểu được em xin lỗi anh nguyễn thật sự em không thể trơ mắt nhìn thiên lý chết nguyễn nam trúc biết mình không thể khuyên được trình nhất tạ hắn không nói gì nữa quay lưng bỏ đi thời điểm này trình nhất tạ chỉ mới ở mức độ thấy chết mà không cứu nhưng về sau trình nhất tạ nhắm mắt Cậu ta không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Con người một khi đã phá vỡ giới hạn thì chẳng khác nào trầm mình trong vũng bùn nhơ, không ngừng chìm xuống. Nếu là người khác làm những việc như vậy, có lẽ Nguyễn Nam Trúc đã sớm đuổi cổ khỏi Hắc Diệu Thạch. Nhưng chính Nhất Tạ chỉ là một đứa trẻ, chỉ như một mầm non vừa mới nhú, vẫn chưa thể vươn vai bộc lộ toàn bộ hình hài của mình, đã bị gió mưa giáng xuống buộc phải cong lưng cúi đầu. Trình Nhất Tạ dần xa lầy trong hố thẳm không cách nào thoát ra được nữa. Người ta nói mọi sự trên đời đều có lý do, chính nhất tạ tưởng rằng những việc mình đã làm về sau sẽ báo ứng lên chính mình. Con người làm điều sai trái sẽ phải trả giá, chính nhất tạ nguyện dùng tính mạng mình cứu chuộc tội lỗi này. Nhưng cái ngày báo ứng ập tới, chính nhất tạ mới nhận ra, có những việc không đơn giản như cậu ta tưởng tượng. Cửa cấp 10, khó khăn như địa ngục. trình nhất tạ dù sở hữu gợi ý đặc biệt cũng phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh khi mang theo trình thiên lý lê lết đến cửa ra, cậu ta phát hiện trước nơi vốn dĩ là cánh cửa có một bức tượng cổ bằng đồng cực lớn, gương mặt đang nhe nanh dữ tợn như ác quỷ, lớp xì xanh bao bọc quanh bức tượng bắt đầu chóc ra từng mảng, để lộ ra thịt đen xì, đanh cứng như đá bên trong. Thấy cảnh này, trình nhất tạ biết con quỷ trước mặt sắp sống lại, mặc dù cửa ở ngay sau lưng bức tượng, nhưng họ không thể nào tới được. Anh, Trình Thiên Lý bây giờ đang đứng phía sau Trình Nhất Tạ, nó khẽ lên tiếng, em sợ bàn tay nắm chặt tay trình nhất tạ của nó đẫm mồ hôi giọng nói không kìm được sự run rẩy đừng sợ có anh ở đây mà trình nhất tạ nhẹ nhàng an ủi trình thiên lý sau khi hít vào một hơi cậu ta nhét tay còn lại vào túi quần trong túi có để sẵn một con dao gấp rất sắc nhọn em cứ nghe theo lời anh là được trình thiên lý vội vàng nép sát bên anh trai có lẽ linh cảm được điều gì đó nó ôm chặt lấy trình nhất tạ cả hai vốn là anh em sinh đôi trước nay vẫn có sự cảm ứng lẫn nhau, cách một lớp áo mỏng, Trình Nhất Tả cảm nhận được hơi ấm của Trình Thiên Lý, cũng cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu nhóc. Anh, giọng Trình Thiên Lý đượm vẻ buồn bã, thậm chí còn hơi nghẹn ngào, có phải nó sắp sống lại rồi không? Con quái vật sau lưng cả hai đã để lộ đôi mắt màu đỏ như máu, cái miệng lớn mọc đầy nanh nhọn bắt đầu nhóp nhép đầy vẻ đe dọa, như sắp sửa lao vào hai đứa trẻ. Ừm, Trình Nhất Tạ nói, nhưng nó không làm em bị thương được đâu. sao em lại ngốc thế này? trình thiên lý nói, nếu em thông minh hơn một chút thì tốt rồi. giọng nói của nó đau khổ vô cùng. nếu em thông minh hơn, thì anh đã không phải cực khổ như vậy. bàn tay trình thiên lý chậm chậm rời khỏi tay trình nhất tạ, giọng nói của nó cũng nhỏ dần. nhưng dù em có mốc đến mấy, cũng biết anh sắp sửa làm gì. trình nhất tạ cảm thấy có điều bất ổn, giọng nói của cậu ta trở nên sượng chân. Cậu ta chầm chậm quay đầu Thiên Lý. Hì, em cũng có nè. Trình Thiên Lý nói, em giấu ở trong túi quần, giống y như anh. Nó đang cười, nhưng có lẽ vì đau quá nên nụ cười trông thật xấu xí. Trình Nhất Tả khẽ cúi xuống, thấy một con dao đang cắm trên ngực Trình Thiên Lý. Máu tươi ổng ộc chảy xuống, thấm đẫm vạt áo, nhỏ đầy mặt đất. Nhìn thấy con dao, Trình Nhất Tả choáng váng. Cậu ta há miệng ra định nói gì đó nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta không còn nói được nữa trình nhất tả cứ thế khuỵu xuống trong câm lặng anh đau quá trình thiên lý ngã vào lòng trình nhất tả đôi mắt đen lấy mở trừng trừng trong con ngươi phản chiếu hình bóng của trình nhất tả nó gọi anh a a trình nhất tả kêu lên thảm thiết chân chối nhìn trình thiên lý thở yếu dần tiếng gầm rú của quái vật vang lên trên đỉnh đầu nhưng trình nhất tả không ngoảnh lại con quái vật nhào tới bóng tối bao trùm lấy trình nhất tạ đáng lẽ cậu ta đã bị quỷ quái xé xác nhưng thân thể cậu ta bỗng tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt, nhạt, tách cậu ta ra khỏi đòn tấn công của quỷ quái trình thiên lý trong vòng tay trình nhất tạ đã không còn hơi thở trình nhất tạ ngoảnh đầu lại với vẻ mặt chết lặng nhìn thấy phía sau lưng con quỷ có một cánh cửa màu đen cậu ta nhìn vào cánh cửa loạn chọn bế trình thiên lý dậy lao về phía đó dùng chiếc chìa khóa nhuộm đỏ máu tươi để mở cửa sắt ra cậu ta vẫn muốn được gặp lại Trình Thiên Lý, cậu ta vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói với em trai. Trình Nhất Tả chạy như điên ra khỏi đường hầm, rồi khi trở lại thực tại, cậu ta ôm chặt lấy Trình Thiên Lý. Trình Thiên Lý vừa kịp nở một nụ cười thì từ trong miệng ộc ra từng ngụm máu tươi, nó đưa tay sờ gương mặt Trình Nhất Tả, gọi một tiếng anh, bảo rằng, anh đừng buồn. Trình Nhất Tả khóc nức nở, thiên lý của anh, thiên lý của anh. Đứa trẻ cậu ta yêu thương vẫn chưa kịp trưởng thành, thậm chí chưa thể trải qua ngày sinh nhật thứ 18, chưa thể đi khắp thế gian ngắm phong cảnh xinh đẹp nhu mong ước của mình. Chuyện sau đó, chính nhất tả không nhớ rõ lắm, cậu ta không nhớ rõ mình đã vượt qua khoảng thời gian ấy như thế nào, đến khi chợt tỉnh ra thì cậu ta đã không còn ở hắc diệu thạch nữa, mà đang đồng hành với Trác phi tuyền. Trác phi tuyền và cậu ta cùng là người lưu lạc khắp chân trời góc bể. Trác phi tuyền mất đi em gái, chính nhất ta chẳng còn em trai, chắc phi tuyền có một chút may mắn hơn vì đã kịp khảm hồn phách em gái vào mặt dây chuyền. Ê, đừng nói nhóc định giết anh ở trong cửa để cướp cái mặt dây chuyền nha. Chắc phi tuyền nói thẳng, anh nói cho nhóc biết, bản mệnh anh cứng lắm đấy. Trình nhất tạ nhìn chắc phi tuyền, nói một cách sừng dưng, bỏ đi, dù tôi từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng sẽ không làm đâu. Tại sao không làm, chắc phi tuyền hỏi. Tôi sợ mình làm việc xấu, em tôi sẽ phải gánh lấy quả báo. Trình nhất tạ lạnh lùng nói, anh xem, giờ chẳng phải thế hay sao? Thậm chí cậu ta không dám tìm đến cái chết, bởi vì mạng sống của cậu ta là do trình thiên lý dùng mạng mình đổi lấy. Thằng danh đó cả đời ngu ngốc, chỉ một lần thông minh, nhưng chỉ một lần ấy đủ dày vò trình nhất ta sống dở chết dở. Chắc phi tuyền bật cười ha hả. Đều cùng nếm trải nỗi đau mất người thân, giữa hai người có một sự đồng cảm. Có điều những ngày tháng như vậy không dài, chắc phi tuyền chết ở cửa cấp 10, trước khi chết hắn đặt mặt dây chuyền vào tay trình nhất tạ chẳng nói lời nào nhưng hai người hiểu thấu lòng nhau trình nhất tạ nắm chặt mặt dây chuyền trong tay ngượng nở nụ cười coi như nhận lấy lòng tốt của trác phi tuyền sau khi có được mặt dây chuyền trình nhất tạ đã từng nghĩ đến việc dùng mặt dây chuyền triệu hồi linh hồn của trình thiên lý nhưng cậu ta chỉ nghĩ mà chưa từng làm bởi vì cậu ta nhớ ra rằng trình thiên lý sợ ma mỗi khi mình không có mặt Trình Thiên Lý sẽ phải một mình trong cửa, như thế đối với nó cũng là một sự dày vò. Suy cho cùng, Trình Nhất Tạ không nỡ làm vậy. Thời gian ngày một trôi đi, Trình Nhất tả cứ nghĩ câu chuyện giữa mình và cậu em Trình Thiên Lý đã kết thúc. Vẫn là những lần vào cửa chơi lì cảm xúc, có lẽ một ngày nào đó, cậu ta sẽ chết vì cửa, nhưng giờ đây cái chết đến với cậu ta chẳng khác nào một đặc ân và sự giải thoát. Tình hình này tiếp diễn cho đến khi Trình Nhất tả bước vào cánh cửa cấp 11 của mình khi có mặt trong cửa này, nhìn thấy đàm tào tảo trên TV, chính nhất tạ liền hiểu ra một điều. Cậu ta vội vàng rời khỏi bệnh viện nơi lần đầu vào cửa, trở về nhà mình, gõ lên cánh cửa quen thuộc ấy. Giây lát, phía sau cửa xuất hiện một gương mặt giống cậu ta như lụt. Khi nhìn thấy cậu ta, người kia lộ vẻ sừng sốt. Chính nhất tạ bật cười ha hả bất chấp sự sướng sờ của trình thiên lý mà ôm chầm lấy nó vào lòng, nói thằng ngốc này, anh tìm mày suốt bao lâu anh tưởng rằng sau khi mất đi rồi sẽ không thể tìm lại em được nữa. Cũng may giờ đây, cuối cùng đã tìm lại được. Nếu đã tìm được rồi, thì việc ở lại không gian ảo này dường như cũng không quá tệ. Hai linh hồn bị chia cách suốt cuộc đã nhập lại làm một, tựa như khoảnh khắc mới chào đời. Chính nhất tạ mỉm cười mãn nguyện, gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang chậm chậm chìm xuống đường chân trời. Chương 146 Bạch Minh và Trương Giặc Khanh sau khi quen nhau, có một lần, Trương Giặc Khanh từng hỏi Bạch Minh ước mơ của em là gì. Bạch Minh nghe hỏi, lập tức mỉm cười rạng rỡ nhìn vào mắt Trương Giặc Khanh, trả lời một cách chân thành và nghiêm túc, ước mơ của em chính là anh. Trương Giặc Khanh nghe Bạch Minh đáp vậy thì ngẩn ra dây lát, tôi đang hỏi thật mà. Bạch Minh nói, em cũng đáp thật mà. Bạch Minh quả thật rất chân thành, trước khi biết đến cửa, y là fan của Trương Giặc Khanh, từng hâm mộ một cách điên cuồng người đàn ông anh Tuấn ấy trên màn ảnh. Tất cả những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình lẫn quảng cáo của Trương Giặc Khanh, Bạch Minh đều siêu tầm đầy đủ. Khi biết Trương Giặc Khanh định rời khỏi màn ảnh, lui vào hậu trường để làm đạo diễn, Bạch Minh gần như phát điên suốt một thời gian. Quãng thời gian đó, những thành viên trong tổ chức đều không dám cùng y vào cửa, họ biết rằng Bạch Minh là loại người dám làm bất cứ chuyện gì khi tâm trạng không tốt. Thời đó, Bạch Minh vẫn chưa phải là thủ lĩnh trong tổ chức, y chỉ là một người vào cửa bình thường, nhưng tiềm năng của y đủ khiến những người từng cộng tác mơ hồ cảm nhận rằng kẻ này không tầm thường. Hoàn cảnh gia đình Bạch Minh tương đối phức tạp, y lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ, đến năm 12 tuổi mới được gia đình tìm lại. Khi đó, y mới biết hóa ra cha mình rất giàu có, nhưng nguyên nhân tìm lại y không phải do tình nghĩa cha con gì cả, mà là vì anh em ruột của y đang cần lá gan khỏe mạnh một câu chuyện sặc mùi tổ huyết lại chính là câu chuyện đời của bạch minh thực ra trước khi chính thức quen biết trương giặc khanh và bạch minh từng gặp nhau một lần đó là trong một bữa tiệc rượu của nhà họ bạch bạch minh gầy còm nhỏ bé đứng trong góc nhà nhìn trương giặc khanh cười nói xã giao với cha mình khi đó trương giặc khanh vẫn còn trẻ vừa mới nhận được danh hiệu ảnh đế đầu tiên của mình gương mặt vẫn còn vẻ non nớt nhưng người ta đã có thể thấy trước phong thái hào hoa độc nhất vô nhị của hắn sau này Bạch Minh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đầu óc vụt qua vô số ý nghĩ, lúc này y đã là fan hâm mộ của Trương Giặc Khanh, nhưng không dám tiến lên nói chuyện mà chỉ dám nhìn từ phía xa. Về sau, Bạch Minh gặp phải cửa, y cứ tưởng duyên phận giữa mình và Trương Giặc Khanh chỉ là một lần gặp gỡ đó mà thôi. Nhưng vận mệnh luôn là một thứ kỳ diệu, trải qua bao năm tháng tôi luyện bản thân, Bạch Minh đã trở thành nhân vật máu mặt trong thế giới của cửa. Một ngày nọ, bản thân của y bỗng hỏi, Bạch Minh, anh thích Trương Giặc Khanh phải không? Bạch Minh ngậm điếu thuốc trong miệng, uể oải, ừm, một tiếng. Anh ta cũng bắt đầu vào cửa rồi, bản thân của Bạch Minh nói, anh có muốn dẫn dắt anh ta không? Bạch Minh quay sang nhìn người bản thân, anh nói sao? Người bạn nhìn y với vẻ vô tội, lặp lại một lượt những gì mình vừa nói. Bạch Minh dập thuốc, cười bảo, anh không chiêu tôi đó chứ. Dĩ nhiên đó không phải trêu đùa gì cả, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trương Giặc Khanh, Bạch Minh biết rằng mong ước của mình đã trở thành hiện thực. Sau khi lùi về hậu trường, Trương Giặc Khanh đã không còn vẻ non nớt như thời trẻ, nhưng ngoại hình vẫn rất điển trai, chẳng khác nào hũ rượu được ù trong lòng đất, thời gian không thể lấy đi sức hấp dẫn của hắn, ngược lại còn mang lại cho hắn mùi hương nồng nàn của thời gian. Người tài giỏi luôn kiêu ngạo, trong lĩnh vực của mình, Trương Giặc Khanh là một nhân vật xuất chúng đầy kiêu hãnh hắn đã từng bốn lần đoạt cúp ảnh đế và vô số những giải thưởng lớn nhỏ khác. Thậm chí sau khi lùi về hậu trường làm đạo diễn, ngay năm đầu tiên, hắn đã được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất trong nước. Đáng tiếc rằng sau khi gặp phải cửa, cuộc đời Trương Giặc Khanh đã bị ép vào một ngã rẽ mới. Xin chào, tôi là Bạch Minh. Hai người ngồi đối diện nhau, Bạch Minh mỉm cười giơ tay ra trước, nụ cười chân thành của y cộng thêm vẻ mặt vô hại ấy khiến người khác không thể nhìn ra chút dấu vết nào của một kẻ săn mồi hàng đầu, rất vui được gặp anh. Trương Giặc Khanh dĩ nhiên là bị Bạch Minh che mắt, hắn nắm lấy tay Bạch Minh, nói, rất vui được gặp anh, tôi là Trương Giặc Khanh. Ừm, Bạch Minh gật đầu, tôi đã từng xem phim của anh. Trương Giặc Khanh mỉm cười lễ độ, có lẽ hắn tưởng rằng Bạch Minh là một fan hâm mộ bình thường, hoặc có thể không đến mức hâm mộ, chỉ là một khán giả từng vô tình xem phim của mình mà thôi nhưng rất lâu sau đó khi trương giặc khanh nhìn thấy căn phòng chất đầy đĩa phim của mình hắn mới hiểu ra rằng bạch minh hoàn toàn không như vẻ bề ngoài của hắn dĩ nhiên trương giặc khanh lúc này vẫn chưa ý thức được tất cả những điều đó hắn nhìn cậu trai với mái tóc xoăn tự nhiên và nụ cười cực kỳ đơn thuần kia cứ cho rằng bạch minh là một thanh niên mang tính cách dịu dàng khi ấy Trương Giặc Khanh thậm chí không hiểu vì sao người trong tổ chức lại sợ Bạch Minh đến thế, hắn còn nghĩ có lẽ những người này đã hiểu nhầm tính cách của Bạch Minh. Bạch Minh khi ở trong cửa và ngoài đời thực có sự khác biệt rất lớn, tính cách nhìn chung vẫn ấm áp, đứng trước những lời ác ý chĩa về phía mình, thậm chí đứng trước những kẻ có ác ý với mình, Bạch Minh chưa bao giờ trả đũa gay gắt. Có đôi lúc, thậm chí Trương Giặc Khanh còn cảm thấy tính cách Bạch Minh tốt thay quá, hắn đã từng đứng lên bảo vệ cho Bạch Minh tính cậu hiền qua đó. Trương Giặc Khanh đã từng nói những lời như vậy, hiền lành sẽ bị người ta bắt nạt, không thể có ý hại người, nhưng cũng không thể không có lòng đề phòng. Bạch Minh cười tít mắt nghe những lời dạy dỗ của Trương Giặc Khanh, nói anh Trương dạy phải lắm ạ. À? Không biết tại sao, khi nhìn thấy nụ cười ngoan ngoãn của Bạch Minh, Trương Giặc Khanh lại đưa tay xoa đầu cậu chàng, sau khi sờ xong mới cảm thấy hành động của mình không đúng lắm, bèn ho khan một tiếng, giải thích rằng tóc cậu trông mềm quá. Bạch Minh chớp chớp mắt, không có ý kiến gì. Mái tóc của Bạch Minh khá lòa xòa, sờ vào cảm giác rất thích, khiến người ta cảm thấy muốn chạm vào. Nhưng quả thực chẳng mấy người dám dùng tay xoa đầu hổ như vậy, Trương Giặc Khanh chính là một trong số những kẻ ít ỏi đó. Lúc bấy giờ, Trương Giặc Khanh vẫn chưa nhận ra Bạch Minh là giả thú chứ không phải chú mèo con đáng yêu. Nhưng giả vờ thì cũng không thể giấu mãi được, Trương Giặc Khanh cũng không phải người ngốc nghếch, khi hắn nhận ra những điểm khác lạ ở Bạch Minh thì mối quan hệ giữa hai người đã tiến sang giai đoạn khác. Trương Giặc Khanh nhận ra vấn đề trong một lần hắn vô tình nói đùa, Bạch Minh, sao những người đắc tội với cậu đều gặp xui xẻo hết vậy? Bạch Minh nghe vậy chớp chớp mắt, nói, họ không đáng bị xui xẻo sao? Trương Giặc Khanh sững người nhìn nụ cười của Bạch Minh, vốn dĩ đây chỉ là những lời nói đùa, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Trương Giặc Khanh không khỏi toát một lớp mồ hôi mỏng sau lưng bởi vì hắn nhớ lại từ khi cùng vào cửa với bạch minh cho tới nay những kẻ đắc tội với bạch minh đâu chỉ có xui xẻo tất cả bọn họ đều đã chết hết cả đúng vậy đều chết hết bởi vô số tai nạn kỳ quặc có những lúc thoạt trông như là ngoài ý muốn nhưng đã xảy ra vài lần thì dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn ngẫu nhiên vốn là tất nhiên ở một mức độ nào đó trương giặc khanh như ngộ ra điều gì đó nhìn lại bạch minh hắn chợt cảm thấy cậu thanh niên vốn rất thân thuộc nay lại có gì đó xa lạ. Cũng may cảm giác này chỉ là thoáng qua, Bạch Minh mỉm cười sán lại gần, nói anh Trương, tối nay đi ăn lẩu với em nhé. Được thôi, Trương Giặc Khanh đồng ý. Mối quan hệ của cả hai lúc này vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng vì có thể sẽ chết ở trong cửa bất cứ lúc nào, nên Trương Giặc Khanh rất ghi nhận tấm lòng bao bọc của Bạch Minh. Cả hai càng lúc càng thân thiết, cho đến một ngày, Trương Giặc Khanh đi gặp gỡ đối tác với địa vị ông lớn làng giải trí của trương giặc khanh dĩ nhiên có vô số người muốn dựa hơi hắn hôm ấy trong bữa tiệc đối tác có giới thiệu cho trương giặc khanh một cô gái xinh đẹp hôm đó bạch minh cũng đến chơi cho vui dù trương giặc khanh thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bị bạch minh bắt gặp đối diện với ánh mắt đó trương giặc khanh bất giác cảm thấy run sợ tiệc rượu vẫn chưa kết thúc trương giặc khanh đã bị bạch minh kéo vào phòng nghỉ anh trương đã thích ai chưa Bạch Minh hỏi. Trương Giặc Khanh nói, chưa. Chưa à, Bạch Minh nói, vậy cô gái đó là sao? Trương Giặc Khanh nhìn về mặt của Bạch Minh, biết người này đã hơi say rồi. Hắn liếm môi, giọng khô khốc, tôi không thích cô ta. Anh không thích cô ta, nhưng vẫn sẽ chấp nhận cô ta. Bạch Minh hỏi. Trương Giặc Khanh há miệng định giải thích. Nhưng lời lên tới miệng thì cái sự kiêu ngạo trong máu đột nhiên lại trỗi dậy vì giọng điệu hạch sách của Bạch Minh. Hắn hất hàm, bày ra vẻ mặt lạnh lùng cố gắng đè nén nỗi bất an tận sâu trong lòng phải thì đã sao bạch minh thò tay che miệng hắn rồi sán lại gần khẽ nói anh làm em giận trương giặc khanh cau mày bạch minh nói em cực kỳ cực kỳ tức giận rồi đấy trương giặc khanh đang định bảo cậu giận thì liên quan gì đến tôi nhưng bạch minh đã đẩy hắn lên sofa nhìn từ trên cao xuống nói bằng giọng lạnh lùng mà lần đầu tiên trương giặc khanh nghe thấy em không thể đợi được nữa trương giặc khanh trợn tròn mắt đây là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng bạch minh hoàn toàn là một người khác hẳn so với cậu thanh niên hiền lành vô hại trong ấn tượng của hắn anh trương bạch minh nói em thích anh anh có thích em không trương giặc khanh khẽ nuốt xuống một cái hắn không trả lời câu hỏi của bạch minh chỉ nói cậu bình tĩnh lại đi bạch minh nhìn hắn cũng thích có phải không chỉ là không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận cũng chẳng sao y bật cười em thích anh là đủ rồi. Khi Trương Giặc Khanh khôi phục lại ý thức, hắn cảm thấy mình đang ở trong xe. Thấy hắn đã tỉnh, Bạch Minh cười tủm tỉm nói, anh dậy rồi đấy à. Chúng ta về nhà thôi. Trương Giặc Khanh chửi một tiếng, xúc sinh. Bạch Minh chớp chớp mắt, anh Trương đang khen em đấy à. Trương Giặc Khanh, phục rồi. Giờ đây, hắn mới nhận ra rằng, mình đã đụng tới một kẻ kinh khủng như nào. Trương 147 đàm tào tào. Đàm Tào Tào từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim điện ảnh, đóng vô số vai diễn khác nhau. Nào vũ nữ yêu kiều, nào kiếm khách tinh anh, nào bà mẹ hiền từ, hay là thiếu nữ vì yêu mà quên hết tất cả. Mỗi vai diễn của cô mang màu sắc khác nhau, như thể chuyện đời của những con người khác nhau. Khi đàm tào tào vừa bước chân vào làng giải trí đã từng gặp tai nạn, lần đó, cô đóng cảnh cưỡi ngựa, không cẩn thận bị rơi từ trên lưng ngựa xuống. Cô bị thương khá nặng, suýt nữa thì mất mạng. Bạn bè thân thiết đến bệnh viện thăm từng mắng cô một trận, nói rằng sao mày bạt mạng thế, cảnh quay nguy hiểm như thế mà không dùng thế thân. Đàm tào tào mỉm cười đáp, mạng sống của tôi đâu có đáng gì. Khi ấy, đàm tào tào vẫn còn trẻ, không biết sợ cái chết. Cô cứ nghĩ mình sẽ luôn như vậy, cho đến một ngày, cô tham gia vào một chương trình phỏng vấn. Khi đàm tào tào bước ra từ phòng hóa trang, cô nhận ra rằng hành lang dẫn lên sân khấu đã biến thành không gian khác với 12 cánh cửa sắt, tất cả giống y hệt nhau, tỏa ra hơi lạnh. Thấy cảnh này, nụ cười trên gương mặt đàm tào tào cứng lại. Ban đầu cô nghi ngờ đây là trò đùa của tổ chế tác chương trình, cho nên cố kìm lại sự bất an trong lòng, mãi đến lúc. Cô mở ra một trong số các cánh cửa đó. Sau khi cửa mở, cô xuất hiện ở một nơi xa lạ, xung quanh là những nấm mồ hoang liêu, trước mắt là một tòa lâu đài sừng sững âm u đàm tào tảo đi dọc theo con đường trên khoảng đất trống phía trước lâu đài cô nhìn thấy có vài người đang đứng khẽ bàn luận chuyện gì đó gương mặt những người này hoàn toàn xa lạ sau khi thấy đàm tào tảo họ cũng chỉ ném cho cô vài ánh mắt thoáng qua rồi quay đi chỗ khác xin hỏi đây là đâu vậy đàm tào tảo hỏi không ai trả lời câu hỏi của cô đang quay chương trình phải không ạ à? một cảm giác nặng nề bất an bao trùm lên trái tim đàm tào tảo cô thận trọng hỏi dò nhưng một người trong số những kẻ lạ mặt đáp lại bằng vẻ diễu cợt, nói quay chương trình. Cô từng thấy chương trình nào chân thực thế này chưa? Đàm tảo tảo không biết đáp sao. Mặc dù cô vẫn nuôi một tia hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa của chương trình, được dàn dựng một cách chân thật, nhưng niềm hy vọng đó đã bị dập tắt một cách phũ phàng khi cô chứng kiến cái chết của người đầu tiên. Người đó chết rất thảm, khắp người đầy những vết thương, máu bị hút cạn, chết đến không thể chết hơn được nữa. Đàm tào tào nhìn cái xác mà đưa ra tại chỗ, đó là lần đầu tiên cô nhận thức được rõ ràng đây chẳng phải là mánh lưới giàn dựng của một chương trình truyền hình, càng không phải một trò chơi mô phỏng. Nơi này, thật sự có thể dẫn người ta vào con đường chết. Cửa đầu tiên của đàm tào tào có độ khó không cao lắm, cô lại khá may mắn nên sống sót được đến khi rời khỏi. Khi trở về thế giới thực, cô cảm giác như mình sắp điên mất, khiến người trợ lý ngồi gần đó giật nảy mình. Tào tào, chị không sao chứ? trợ lý lo lắng gặng hỏi. Ban nãy cô đi đâu vậy hả? Đàm tào tào phẫn nộ nói, tại sao không đến giúp tôi? Trợ lý ngơ ngác nhìn đàm tào tào, sao cơ? Đi đâu cơ? Chị vẫn ngồi đây nãy giờ mà. Đàm tào tào sững người, cô nói, nãy giờ tôi vẫn ngồi đây hả? À? Đúng thế, trợ lý đáp, nãy giờ chị vẫn ngồi đây ngẩn người mà. Đàm tào tào đứng hình trong giây lát, cô lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng chưa kịp hiểu rõ thì trợ lý đã dục cô lên sân khấu, cuộc phỏng vấn sắp sửa bắt đầu. Đàm tào tào lên sân khấu mà vẫn như người mất hồn, trước các câu hỏi của MC, cô chỉ trả lời nhát gừng. MC lấy làm lạ, đang định hỏi thì bỗng nghe thấy dưới sân khấu vang lên tiếng chi hô hãi hùng. Người dẫn chương trình còn chưa kịp phản ứng, từ trên đỉnh đầu chợt vang lên một tràng tiếng kính vỡ, anh ta ngẩng đầu, thấy một chiếc bóng đen đổ ập xuống. Đàm tào tào ngồi bên cạnh MC, tận mắt nhìn thấy chùm đèn treo cực lớn rớt xuống, đáp xuống ngay trước mặt mình. Người MC vừa cười nói với cô giờ đây đã chỉ còn là một thi thể dập nát, đàm tào tào ngơ ngẩn ngồi im một chỗ, khuôn mặt hoảng hốt tột độ. Sống sót khỏi một sự cố như vậy có thể nói là kỳ tích, có trời mới biết tại sao, rõ ràng cô đang ngồi ngay bên cạnh anh chàng MC, chiếc đèn rõ ràng có thể quệt vào ra thịt cô, vậy mà đàm tào tào không hề bị thương chút nào. Bởi vì chuyện này, đàm tào tào chịu đả kích rất nặng, phải nghỉ đóng phim một thời gian. Trong thời gian này, rốt của cô đã biết được những chuyện liên quan đến cánh cửa. Vừa là giày vò, vừa là cuộc đời mới. Không có cửa, đàm tào tào đã chết từ lâu rồi, nhưng có cửa, cũng không chắc cô có thể tiếp tục sống. Thông qua bạn bè, đàm tào tào quen biết với Nguyễn Nam Trúc, biết có người cũng được cửa lựa chọn giống mình. Cô chỉ là muốn qua cửa hay muốn rèn luyện bản lĩnh. Nguyễn Nam Trúc hỏi đàm tào tào. Đàm tào tào đáp, hai việc đó có gì khác biệt chứ? Nguyễn Nam Trúc nói, điểm khác chính là với phương án đầu tiên, cô sẽ chẳng phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần đi theo tôi là được, còn phương án thứ hai, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Đàm tào tào đáp một cách quyết đoán, tôi chọn phương án một. Nhưng Hắc Diệu Thạch không nhận dẫn dắt sau cửa cấp 5. Nguyễn Nam Trúc nói, nếu cô chọn phương án một, có lẽ ban đầu sẽ khá nhàn nhã, nhưng về sau sẽ không được an toàn. Đàm tào tào cười gượng, nhưng mà tôi sợ lắm. Nguyễn Nam Trúc im lặng, coi như chấp nhận yêu cầu của đàm tào tào. Đàm tào tào chỉ là một cô gái bình thường, sợ bóng tối, sợ ma, trong hắc diệu thạch, có lẽ cô rất giống với trình thiên lý. Nhưng điểm giống nhau này cũng có nghĩa là họ không thích hợp với cửa. Đàm tào tào đã đưa ra lựa chọn của mình, cô biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Trong quá trình tiến tới, cô cũng từng phân vân, nhưng rồi cuối cùng, cô không thay đổi quyết định. Hắc Diệu Thạch không nhận dẫn dắt sau cửa cấp 5, cho nên cuộc hành trình của đàm Tào Tào cũng đã đến hồi kết. Tào Tào, hay để tôi dẫn cô nhé. Lâm Thu Thạch là một người tốt, có thể nhìn ra trong mắt cậu sự lo lắng cho đàm Tào Tào, nhưng đàm Tào Tào đã mỉm cười từ chối ý tốt ấy. Tận sâu trong lòng, đàm Tào Tào từng có một chút ghen tị với Lâm Thu Thạch, bởi đãi ngộ đặc biệt mà Nguyễn Nam Trúc dành cho Lâm Thu Thạch nhưng khi lòng đố kỵ tan đi đàm tào tào chợt nhận ra rằng mình hiểu hành động nguyễn nam trúc lâm thu thạch quá tuyệt vời cậu thông minh can đảm lương thiện chẳng khác nào một viên ngọc phát sáng lấp lánh bất cứ ai ở bên cũng sẽ bị thu hút vì những phẩm chất tuyệt vời của cậu không những nguyễn nam trúc mà cả đàm tào tảo cũng thế nếu cô là nguyễn nam trúc có lẽ cũng sẽ lựa chọn một người như lâm thu thạch đàm tào tảo cay đắng nghĩ ai lại không muốn một đồng đội vừa kiên cường vừa can đảm chứ cuối cùng, cô lựa chọn thuê một tổ chức khác. Tổ chức này hứa với đàm tào tào có thể đưa cô vượt qua cửa cấp 6, nhưng phi vụ thất bại. Điều này nằm trong dự đoán của đàm tào tào, điều duy nhất vượt ngoài kế hoạch của cô, đó là cô đã ra đi ngay trên sân khấu mình yêu thích nhất. Đây cũng coi như là cầu được ước thấy, đàm tào tào muốn được chết một cách thanh thản, nhưng cô nhận ra mình không thể làm được. Trong thế giới đáng sợ của cửa, cô bị hai cánh tay kéo vào bóng đêm vô tận khi rời khỏi cửa trước mắt cô là sân khấu hoa lệ ánh đèn trói mắt từ dưới chiếu lên bên tai cô vẳng vọng tiếng chấp nháy của máy ảnh tất cả mọi chuyện diễn ra trong sự dõi theo của người hâm mộ tất cả đều được thu hình lại đàm tào tào nhận thức được rằng cái chết sắp đến với mình cô không nén nổi tiếng kêu kinh hãi cô thấy hối hận cô không muốn chết cô còn rất nhiều việc muốn làm cô không cam lòng nhưng mọi thứ đã quá muộn phía cuối con đường như thế nào đã được quyết định ngay từ sự lựa chọn ban đầu. Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng kính vụn vỡ quen thuộc, đàm tào tào ngừng đầu, trông thấy ánh đèn trói mắt và vô số mảnh vỡ kính đang rớt xuống. Chiếc đèn trần như một vương miện khổng lồ dáng xuống cơ thể đàm tào tào, khiến thân xác cô nát bấy. Trước khi bóng tối ập đến, đàm tào tào nghe thấy tiếng hét kinh hãi của những người bên dưới sân khấu, thậm chí cô còn thấy vài gương mặt hoảng loạn. Đàm tào tào ngã ra đất, trên mặt còn thoáng một nụ cười nhàn nhạt cô cảm thấy bóng tối xâm chiếm tầm mắt sự tĩnh lặng vĩnh hằng hóa ra lại khá ngọt ngào đàm tào tào đã rơi vào giấc ngủ dài vĩnh viễn không thể bị quấy nhiễu hết một câu mở đầu trong bài hát may mắn bé nhỏ nhạc phim thời thiếu nữ của tôi tuy nhiên trung quốc có thành ngữ đội mũ xanh có nghĩa là bị cắm sừng theo đó màu xanh lục cũng hay được dùng để trêu đùa với hàm ý này tương tự Giới trẻ Trung Quốc dùng đoạn nhạc trên để ám chỉ và chế nhạo chuyện một ai đó bị cắm sừng, có vợ, chồng hoặc người yêu đi ngoại tình. Chú thích của biên tập BT Hai trành quỷ ám chỉ những sinh linh bị hổ ăn thịt, trở thành kẻ phục dịch cho hổ, mê hoặc con người khiến họ bị hổ ăn thịt. Chú thích của dịch ra đi Ba người đã không còn gì để mất thì không sợ gì cả. BT Bốn pop và pin tức Popilco và Pipimi hai nhân vật trong manga và anime hài pop team epic dg nằm ớt chương dầu lao gan ma gia vị đặc sản của trung quốc có thể ăn kèm với nhiều món bt sáu xuất phát từ bài thơ tạm biệt cambridge của từ chí ma trong bài có đoạn tôi khe khẽ ra đi như khi tôi khẽ đến tôi khe khẽ vẫy tay chào đám mây chiều tà dg bảy địa danh ở địa ngục theo tín ngưỡng phật giáo á đông nơi các phong hồn đến chịu sự xét xử sau khi chết. Di tám tên vị thần mình người đầu cho có liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa ai cập cổ đại. Di 9 chín giải mobius hay mặt mobius là khái niệm toán học chỉ một giải chỉ có một mặt và một biên hình dạng giống như một băng giấy dán dính hai đầu sau khi lật ngược một đầu. Di 10 mười bách quỷ giả hành là truyền thuyết của nhật bản vào ban đêm có hàng trăm con quỷ cùng tụ họp đi diễu hành trên đường phố, gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người để tăng thêm sức mạnh. BT 11 được ghép bởi từ mô tô và hotel là chỗ nghỉ chân tạm thời cho khách du lịch, thường có quy mô nhỏ ít tiện ích và giá cả bình dân. DG 12 có nghĩa người đó vừa là điểm yếu của ta, vừa là thứ tiếp thêm sức mạnh để ta làm được nhiều điều lớn lao. DG 13 trong quảng cáo trà sữa yêu lạc Mỹ của Trung Quốc có đoạn đối thoại như sau. Nữ, em là gì của anh? Nam, em là yêu lạc mỹ của anh. Nữ, vậy ra em là trà sữa à? Nam, như vậy anh có thể nâng niu em trong lòng bàn tay mình. BT, 14 kẻ lén theo dõi người khác. DG, phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.